Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em vừa mua được con máy ép thủy lực 80 tấn của Hàn Quốc các bác nhá. Hàng mới toanh từ giờ sử dụng nhá, đang còn nguyên ở trong thùng. Nguyên trong thùng luôn. Rồi. Tủ điện nhá. Tủ điện điều khiển đầy đủ luôn. Hàng mới toanh. Chưa sử dụng. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng rồi. Lực ép 80 tấn. Con này lọt khung bao nhiêu? Lọt khung ngang 57. Lọt khung ngang là được 57 phần. Là 600. Chứ xuống hết xi lanh rồi, chứ xuống hết ti rồi. Lọt khung ngang là 570 các bác nhá. Còn lọt khung đứng đây đến cái tấm giữa này này là 350. Lọt khung khoảng sáng ở giữa là 350 này. Trên xuống dưới là 710. Từ mặt bàn trên đến mặt bàn dưới là 710 các bác nhá. Mặt này, mặt xuống này, mặt này là 710. Mặt cuối này này là 710. Đấy, hàng mới toanh chưa sử dụng, đang còn đóng thùng rồi, đang còn trong thùng nhá. Chạm nguồn 3.7. Đấy, chạm nguồn của nó là motor động cơ là 3.7 kW, bơm bánh răng 2 cấp này. Nói chung là hàng không có một điểm gì đấy nữa nhá các bác nhá. Sách hướng dẫn nó còn nguyên zin này. Sách hướng dẫn sử dụng hàng của Hàn Quốc, Made in Korea. Bàn nhiệt này. Bàn nhiệt trên và bàn nhiệt dưới đây các bác nhá. Hàng chưa sử dụng qua các bác nhá, đang còn nguyên đai nguyên kiện, đang còn trong thùng luôn, mới toanh. Ai bác nào vào việc thì liên hệ cho em nhá. Các bác xem được video ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn.